Các bạn trẻ ơi, chúng ta đừng để da mặt của mình phải gánh còng lưng những tế bào chết từ năm này qua tháng nọ nữa. Hãy làm một cuộc cách mạng lớn, giải phóng những chất dơ bẩn, bã nhờn ra khỏi bề mặt da bằng chai tẩy tế bào chết Rosette Nhật Bản thần thánh này thôi nào. Vài nét về chai tẩy tế bào chết Rosette Nhật Bản. Có thể nói, đây là dòng sản phẩm tẩy tế bào chết được nhiều người yêu thích và tin dùng nhất hiện nay. Nó có thành phần khá lành tính nên dùng được cho cả người da nhạy cảm và da nhờn, dễ nổi mụn. Chúng có mùi hương dịu nhẹ, chất keo lỏng và mịn nên không gây tổn thương cho da khi sử dụng. Dòng sản phẩm tẩy tế bào chết Rosette Nhật Bản với công thức độc đáo, giúp làm sạch da một cách nhẹ nhàng và êm ái, không tạo cảm giác rát da, không gây khô da. Không những thế, giá thành sản phẩm cũng khá mềm nên phù hợp cho cả những bạn học sinh sinh viên. Bạn phù hợp với tẩy tế bào chết Rosette loại nào? Hiện nay, trên thị trường có hai loại tẩy tế bào chết Rosette. Mỗi loại sẽ chuyên dùng cho một loại da khác nhau. Do vậy, bạn cần biết rõ mình thuộc loại da nào để chọn sản phẩm phù hợp. Dù là được thiết kế và sản xuất dành riêng cho hai tuýp da khác nhau, nhưng chủ yếu thành phần của nó sẽ bao gồm những chất sau: water purified water ethanol, glycerin, stearimonium chloride, carbon mơ, allantoin, lactic acid, glucosidic acid, malic acid, green tea extract, methylparaben. Công thức chung của sản phẩm tẩy tế bào chết Rosette chính là AHA. Đây là một loại axit có nguồn gốc thuần tự nhiên nên hoàn toàn an toàn và lành tính cho làn da khi bạn tẩy tế bào chết. Với sự kết hợp độc đáo trong cơ chế hoạt động, Rosette sẽ giúp loại bỏ những mảng da thừa một cách nhẹ nhàng, không gây kích ứng. Không những thế, nó còn có khả năng cải thiện tung da một cách hiệu quả, giảm mờ thâm sạm cũng như các vết nám tàn nhang nhanh chóng. Với dòng sản phẩm tẩy tế bào chết Rosette màu xanh dạng gel, nó sẽ thích hợp cho những bạn nào da dầu, hỗn hợp thiên dầu và nổi nhiều mụn. Với đặc trưng của loại da này là rất dễ bị dị ứng, nên sản phẩm cũng sẽ được thiết kế với độ ẩm vừa phải. Đồng thời, nó còn chứa tinh chất lá trà để đảm bảo khả năng sát khuẩn tuyệt đối, giúp trị mụn và kháng viêm. Nhờ đó làn da sẽ được cải thiện nhanh chóng. Còn đối với chai tẩy tế bào chết Rosette màu đỏ dạng sữa, nó sẽ chuyên dùng cho làn da khô, da hỗn hợp thiên khô, da thường hay da nhạy cảm. Trong công thức của nó chứa nhiều độ ẩm hơn, đồng thời có chứa thêm các tinh dầu đậu nành lên men, nhằm tăng khả năng làm dịu da và cấp ẩm đồng thời chữa lành tổn thương. Do vậy mà những bạn sở hữu làn da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Tẩy tế bào chết Rosette chính là chân ái, là lựa chọn thông minh cho một làn da khỏe mạnh,